Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà có một ngày thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Sau đây là một số tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Nga nói Ukraine không được lợi trong vụ nổ Nord Stream. Thư ký Hội đồng An ninh Nga nghi ngờ thông tin nhóm thân Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream, nói rằng Kiev không được lợi trong việc này. Các vụ nổ đường ống Nord Stream có lợi cho Ukraine hay Đức? Kiev không mất hay được gì từ việc này. Hơn nữa, chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky vốn đang hy vọng Đức tăng cường hỗ trợ quân sự và các viện trợ khác, không cần phải tiến hành hoạt động như vậy. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev hôm nay cho hay. Tuyên bố được Patrushev đưa ra sau khi truyền thông Mỹ và Đức tuần trước dẫn nguồn tin giấu tên trong giới tình báo, ngoại giao phương Tây cho hay điều tra viên đã phát hiện dấu hiệu cho thấy một nhóm ủng hộ Ukraine đã dùng thuốc nổ tấn công đường ống Nord Stream hồi tháng 9 năm 2022. Giới chức phương Tây cho rằng, Tổng thống Zelensky và quan chức Ukraine không liên quan đến vụ phá hoại do Kiev không muốn làm tổn hại nền tảng ủng hộ của phương Tây dành cho mình. Theo thư ký Hội đồng An ninh Nga, thông tin nhóm thân Ukraine phá hoại đường ống đã được nhồi cho truyền thông nhằm che giấu thủ phạm thực sự. Ông Patrushev tin rằng chỉ có các lực lượng đặc nhiệm mới đủ khả năng tiến hành những vụ phá hoại như vậy. Mỹ và Anh chắc chắn có những lực lượng như vậy, Patrushev nói. Đức, quốc gia nhiều năm qua cố gắng xây dựng nền kinh tế trên cơ sở kết hợp nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga và công nghệ tiên tiến của Đức, hiểu rõ rằng một cuộc tấn công khủng bố vào đường ống chắc chắn sẽ khiến nền kinh tế nước này suy sụp. Bây giờ Mỹ đang khiến giới lãnh đạo Đức nhận ra rằng vụ phá hoại có lợi cho Washington. Patrushev thêm rằng Nga vẫn chưa biết chắc chắn ai đứng sau vụ tấn công vì Moscow chưa được tham gia cuộc điều tra vụ nổ. Điện Kremlin trước đó cũng cho rằng thông tin nhóm thân Ukraine đứng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream là nỗ lực đánh lạc hướng nhằm cản trở điều tra quốc tế và kêu gọi các nước góp vốn trong dự án Nord Stream, thúc đẩy điều tra minh bạch và nhanh chóng. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng, cáo buộc công dân Ukraine tham gia vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đang gây tổn hại cho Kiev. Theo ông, chính phủ Ukraine không liên quan gì đến những vụ nổ này. Mỹ và Đức chưa bình luận về thông tin do Patrushev đưa ra. Binh sĩ Đài Loan bị nghi bơi đến Trung Quốc. Đài Loan xác nhận binh sĩ họ Trần đang ở Trung Quốc sau khi anh này bị nghi bơi từ hòn đảo đang đóng quân tới Hạ Môn. Binh sĩ này được xác nhận đang ở đại lục. Lực lượng phòng vệ và các cơ quan liên quan đang tích cực nắm bắt diễn biến và tình hình liên quan. Khâu Thái Tam, chủ nhiệm Hội đồng các vấn đề đại lục, cơ quan hoạch định chính sách về Trung Quốc của Đài Loan, phát biểu với phóng viên tại cơ quan lập pháp hôm nay. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết người lính họ Trần này không xuất hiện trong phiên điểm danh hôm 9 tháng 3 khi đang làm nhiệm vụ trên đảo Ơ Giang thuộc quần đảo Kim Môn, do Đài Loan kiểm soát và nằm cách thành phố Hạ Môn của Trung Quốc khoảng 5 km. Giới chức đã liên lạc với gia đình Trần, một quân nhân chuyên nghiệp, và thành lập đội đặc nhiệm để tìm kiếm. Nghị sĩ Đài Loan Vương Định Vũ, ngày 11 tháng 3 cho hai người lính này đã bơi từ đảo Ơ Giang hướng về thành phố Hạ Môn và được lực lượng hải cảnh Trung Quốc vớt lên. Các giả thuyết ban đầu cho rằng Trần bị sóng cuốn trôi, nhưng giới chức Đài Loan đang đặt nghi vấn anh này đào ngũ. Một số thông tin cho hay Trần lên kế hoạch bơi đến Trung Quốc để trốn nợ cùng các rắc rối trong quan hệ. Cơ quan phòng vệ Đài Loan có các cơ chế liên quan để xác định những người đào ngũ, ông Khâu Thái Tam nói thêm. Cơ quan phòng vệ Đài Loan từ chối bình luận về thông tin này, nhưng cho biết còn quá sớm để kết luận chen đào ngũ, nhấn mạnh rằng các chi tiết sẽ được xác định thông qua cuộc điều tra đang diễn ra. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Nghị sĩ Trần Ngọc Trân thuộc phe đối lập Quốc dân đảng, KMT hôm 10 tháng 3 cũng nói rằng Đài Loan được thông báo binh sĩ Trần hiện an toàn và khỏe mạnh ở Hạ Môn, Trung Quốc. Bà không cung cấp thêm thông tin chi tiết như người lính đến Hạ Môn bằng cách nào, nhưng kêu gọi hai bên tìm cách hỗ trợ nhau phòng trường hợp tương tự xảy ra. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là phần lãnh thổ chờ thống nhất. Trong 3 năm qua, Trung Quốc tăng cường áp lực quân sự và chính trị đối với hòn đảo này. Trong thời kỳ cao điểm của chiến tranh lạnh, một số người từ cả hai phía đã tìm cách bơi qua vùng biển giữa Trung Quốc và Kim Môn. Tại điểm gần nhất từ trạm quan sát Masan, khi thủy triều xuống, đảo chính Kim Môn chỉ cách bờ biển Trung Quốc chưa đến 2 km. Đài Loan kiểm soát Kim Môn, cũng như quần đảo Mã Tổ xa hơn tính từ bờ biển Trung Quốc, sau khi tưởng giới thạch chạy sang Đài Loan năm 1949. Phòng không Nga chặn loạt tên lửa ở tỉnh biên giới. Giới chức Nga thông báo phòng không đánh chặn nhiều tên lửa trên vùng trời tỉnh Belgorod giáp biên giới Ukraine, ít nhất một người bị thương. Lực lượng phòng không đã tham chiến và bắn hạ 4 tên lửa trên bầu trời tỉnh Belgorod. Chúng tôi đang xác minh thiệt hại dưới mặt đất. Một người bị thương đã được đi cấp cứu và đang trong tình trạng ổn định. Mảnh vỡ tên lửa cũng làm hư hại 2 căn nhà. Vyacheslav Lakov, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod ở miền Tây Nga, giáp biên giới với Ukraine, thông báo trên Telegram hôm nay. Ông Lakov không cho biết bên nào phóng loạt tên lửa,
nhưng giới chức Nga từng nhiều lần cáo buộc Ukraine tập kích các tỉnh giáp biên giới như Belgorod, Kursk và Bryansk. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Kiev thường không công khai nhận trách nhiệm về các vụ tập kích lãnh thổ Nga. Tỉnh Belgorod giáp với tỉnh Sumy và Kharkov của Ukraine là một trong những điểm tập kết của lực lượng Nga tham chiến tại nước láng giềng. Khu vực này từng hứng chịu nhiều vụ nổ, kho đạn và quả quạng trong năm 2022. Phương Tây và Ukraine đánh giá Nga thời gian tới có thể huy động thêm lực lượng để mở chiến dịch tiến công quy mô lớn nhằm đảo ngược tình thế sau thời gian hứng chịu nhiều bước lùi. Ngoài tập kích bằng tên lửa tầm xa, Nga đang tăng cường tấn công phòng tuyến Ukraine ở vùng Donbass nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường. Cả nhà hãy like, đăng ký và bật cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi kênh ra nội dung mới nhé. Những lượt thích, chia sẻ và đăng ký là động lực giúp kênh có nhiều video hay gửi đến cả nhà. Và cả nhà đừng tua video nha vì còn nhiều tin tức hay ở phía sau nữa nhé. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Mỹ, Hàn bắt đầu đợt tập trận lớn ứng phó Triều Tiên. Quân đội Mỹ, Hàn bắt đầu tập trận lá chắn tự do lớn nhất trong 5 năm qua, dù Triều Tiên cảnh báo có thể coi đây là lời tuyên chiến. Cuộc tập trận chung lá chắn tự do giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu hôm nay và kéo dài 11 ngày nhằm ứng phó với thay đổi môi trường an ninh do hoạt động ngày càng quyết liệt của Triều Tiên, Liên minh Mỹ, Hàn cho biết. Các binh sĩ tham gia lá chắn tự do không nghỉ cuối tuần và đây sẽ là cuộc tập trận dài nhất từ trước đến nay. Cuộc tập trận mang tính chất phòng vệ, dựa trên kế hoạch phối hợp tác chiến nhằm bảo vệ Hàn Quốc trước nguy cơ tấn công từ Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết thêm rằng đây là hoạt động quân sự có quy mô lớn nhất 5 năm qua giữa Seoul và Washington. Song song với lá chắn tự do, Liên minh Mỹ, Hàn còn dự định tổ chức khoảng 20 cuộc diễn tập thực địa với tên gọi chung là lá chắn chiến binh, trong đó có diễn tập đổ bộ song song. Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang, với Seoul tham gia các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Washington và Tokyo, trong khi Bình Nhưỡng cũng tổ chức nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí mới để đáp trả. Triều Tiên cho biết, nước này sáng 12 tháng 3 đã phóng hai tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm nhằm phản đối Mỹ và Hàn Quốc tiến hành lá chắn tự do. Bình Nhưỡng cùng ngày thông qua các biện pháp răn đe chiến tranh nhằm đối phó với tình hình hiện nay, khi những hành động khiêu khích chiến tranh của Washington và Seoul đang đi đến lằn ranh đỏ. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ, Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy liên minh này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Nước này cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ đối mặt sự đáp trả mạnh chưa từng thấy nếu họ tiến hành các cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng coi là lời tuyên chiến. Triều Tiên phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm. Triều Tiên thông báo phóng hai tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm nhằm phản đối Mỹ và Hàn Quốc tiến hành diễn tập quân sự. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin các tên lửa hành trình chiến lược được nước này phóng từ tàu ngầm Yongun 8.24 ở vùng biển ngoài khơi thành phố phía đông Sinpo vào sáng 12 tháng 3. KCNA cho biết các tên lửa hành trình đã đánh trúng mục tiêu trên biển sau khi di chuyển 1.500 km trong khoảng 7.563-7.575 giây. Truyền thông Triều Tiên nói thêm vụ phóng tên lửa đã chứng minh mức độ hoạt động hiện tại của các phương thức răn đe chiến tranh hạt nhân ở những không gian khác nhau. Quân đội Hàn Quốc trước đó thông báo đã phát hiện tên lửa chưa xác định được phóng từ tàu ngầm ở vùng biển ngoài khơi thành phố Sinpo, Triều Tiên, song không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội chúng tôi đang duy trì tư thế sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã tuyên bố. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị bắt đầu cuộc diễn tập chung lớn nhất trong vòng 5 năm vào hôm nay. Bình Nhưỡng đã cảnh báo các cuộc diễn tập như vậy có thể được coi như lời tuyên chiến. Triều Tiên hôm 12 tháng 3 cũng thông báo thông qua các biện pháp răn đe chiến tranh nhằm đối phó với tình hình hiện nay, khi những hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang đi đến lằn ranh đỏ. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên gần đây tiếp tục leo thang khi Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản, trong khi Triều Tiên cũng tổ chức nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí mới để đáp trả. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của kênh. Mọi người hãy giúp kênh bằng cách nhấn nút like, đăng ký, chia sẻ để giúp kênh có thêm động lực làm nhiều clip hay hơn nha. Trên đây là một vài video của kênh. Cả nhà hãy nhấp vào xem để ủng hộ cho kênh nhé. Tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà vào bản tin ngày mai. Tạm biệt cả nhà.